chào các bạn. Hôm nay Hasaha lại tiếp tục gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì lần này Hasaha đã chia sẻ đến các bạn một chủ đề mà hẳn trong chúng ta ai cũng rất quan tâm. Đó chính là vấn đề làm sao chúng ta phân biệt được quả óc chó Mỹ và quả óc chó Trung Quốc để chúng ta có thể tự mình tìm mua, lựa chọn được quả óc chó Mỹ ngon, đúng chất lượng, tránh tình trạng chúng ta mua phải hàng Trung Quốc vừa kém chất lượng, lại gây hại đến sức khỏe của bạn cũng như người thân trong gia đình. Và bây giờ các bạn hãy cùng Hasaha giải đáp câu hỏi này một cách cụ thể chi tiết các bạn nhé. Như các bạn đã biết, quả óc chó thì có rất nhiều xuất xứ và cùng một xuất xứ thì cũng rất nhiều các cái dòng cũng như chủng loại quả óc chó khác nhau. Chính vì vậy nếu chúng ta là người tiêu dùng thì chúng ta sẽ rất khó để có thể phân biệt được các dòng cũng như các xuất xứ quả óc chó. Thì với tình hình như hiện nay thì quả óc chó Trung Quốc đang tràn ngập thị trường với giá rất rẻ. Tuy nhiên thì chất lượng vô cùng kém, lại chứa rất nhiều hóa chất cũng như chất bảo quản gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy cho nên hôm nay Hasaha sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chúng ta có thể phân biệt được quả óc chó Mỹ với các dòng của quả óc chó Trung Quốc, để các bạn có thể phân biệt một cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất bằng mắt thường. Và bây giờ các bạn hãy cùng Hasaha, chúng ta sẽ tiến hành quan sát và phân biệt nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát và nhận biết được quả óc chó Mỹ như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ chọn ra một cái dòng quả óc chó Mỹ phổ biến nhất hiện nay, đó chính là quả óc chó Mỹ dòng Chandler, để chúng ta có thể cùng nhận biết và phân biệt với các dòng quả óc chó Trung Quốc. Và đây là một dĩa quả óc chó dòng Chandler, thì các bạn hãy cùng mình quan sát cái quả óc chó Mỹ dòng Chandler nó sẽ có đặc điểm như thế nào các bạn nhé. Và đây này, quả óc chó Mỹ dòng Chandler thì có đặc điểm đó là có hai đầu thuôn hình bầu dục gần như trái trứng như thế này các bạn ạ. Và vỏ của quả óc chó dòng Chandler thì có đặc điểm đó là có màu nâu gỗ tự nhiên. Và trên bề mặt của vỏ quả óc chó Mỹ thì sẽ có những cái rãnh cạn như thế này các bạn này. Các bạn thấy không? Nó sẽ có những cái rãnh cạn như thế này. Và các cái rãnh cạn này thì nó sẽ kéo dọc theo thân của quả óc chó. Các bạn hãy cùng quan sát cho kỹ các bạn nhé. Đó. Và quả óc chó Mỹ dòng Chandler thì thường là to vừa, không quá to. Và quả óc chó Mỹ dòng Chandler mà size jumbo thì sẽ có kích thước đường kính rơi vào từ 3 cho đến 3,4 cm. Và quả óc chó dòng Chandler này thì có vỏ khá là mỏng. Và khi chúng ta tách cái vỏ quả óc chó dòng Chandler ra thì chúng ta thấy là sẽ có cái nhân bên trong. Nhân bên trong đầy đặn, mập mạp như thế này các bạn này. Và cái vỏ lụa của quả óc chó dòng Chandler thì sẽ có đặc điểm đó là có màu vàng sáng, hay còn gọi là màu vàng gold. Và khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có mùi đặc trưng của quả óc chó và vị bùi, béo. Và khi chúng ta ăn xong, chúng ta để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó có một chút cái vị chát của vỏ lụa. Tuy nhiên các bạn lưu ý là sẽ không có cái vị đắng nhiều giống như khi chúng ta ăn xong quả óc chó Trung Quốc các bạn nhé. Hiện nay trên thị trường thì các loại quả óc chó Trung Quốc có rất nhiều dòng và chủng loại khác nhau. Và đầu tiên đây là một trong những dòng và chủng loại phổ biến nhất, đó chính là dòng quả óc chó được mọi người thường gọi đó là quả óc chó nếp rừng của Trung Quốc. Thì quả óc chó này thì có đặc điểm như sau. Các bạn quan sát này, quả óc chó này sẽ có đặc điểm là nó sẽ có hình tròn và bè sang hai bên. Đó, các bạn quan sát thấy không? Nó bè sang hai bên như thế này. Và vỏ thì có màu nâu và đốm đen không đồng đều các bạn nhé. Đó. Và cái vỏ bên ngoài của quả óc chó này thì nó sẽ xù xì, lồi lõm, rỗ giống như tổ ong vậy đó các bạn ạ. Và đường kính của quả óc chó nếp rừng này thì tùy theo loại lớn nhỏ khác nhau thì sẽ có đường kính kích thước rơi vào từ 2,5cm cho đến 4cm. Và khi chúng ta tách cái vỏ của quả óc chó nếp rừng này ra, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có đặc điểm là vỏ mỏng. Và nhân bên trong khi chúng ta tách ra thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có hình tròn rẻ quạt như thế này các bạn này. Đó. Các bạn quan sát kỹ nhé. Hình tròn rẻ quạt. Và khi chúng ta ăn cái quả óc chó
Trung Quốc này á, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không có cái mùi mùi đặc trưng của quả ốc chó, và khi ăn thì chỉ thấy có cái vị bùi bùi. Tuy nhiên á, thì khi chúng ta ăn xong á, chúng ta thấy là nó sẽ có cái vị đắng rất nhiều đọng lại ở cổ, gây cảm giác khó chịu đó các bạn ạ. Tiếp theo thứ hai, đây sẽ là một cái dòng quả ốc chó của Trung Quốc được bày bán khá phổ biến trên thị trường Việt Nam hiện nay, và được bán có những nơi thì họ đội lốt quả ốc chó Trung Quốc này là ốc chó của Sapa Việt Nam và bán với giá khá là rẻ. Còn có những nơi thì họ lại đội lốt quả ốc chó này là quả ốc chó của Mỹ và bán với giá rất là cao, tương đương với hàng của Mỹ. Và có một số cái quả ốc chó của Trung Quốc thì có hình dáng khá giống với quả ốc chó Chandler của Mỹ. Chính vì vậy nếu mà ai trong chúng ta mà người tiêu dùng á, nếu chúng ta mới lần đầu tiên mua và sử dụng thì chúng ta sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa cái dòng quả ốc chó Trung Quốc và dòng quả ốc chó Chandler. Tuy nhiên á, khi chúng ta quan sát kỹ lại á, chúng ta sẽ thấy là hai cái loại quả ốc chó này hoàn toàn khác biệt. Bởi vì á, như các bạn đã biết là quả ốc chó của Mỹ á, nếu mà size jumbo là size lớn nhất á, thì sẽ có kích thước chỉ có rơi vào từ 3 cho đến 3.4 cm. Còn đối với quả ốc chó của Trung Quốc loại này á, thì lại có size nó từ 3.5 cm cho đến 4 cm. Quả rất là to, đường kính to vậy đó bạn ạ. Và trong 1 kg của quả ốc chó Trung Quốc đó các bạn, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có rất nhiều hình dáng khác nhau. Là các bạn thấy không, vừa dài như thế này và vừa tròn như thế này. Và màu thì tất cả là đều màu vàng sáng. Bởi vì quả ốc chó của Trung Quốc á, thì thường là được xử lý và tẩy trắng bằng hóa chất để màu được sáng và đẹp. Tuy nhiên á, nếu mà chúng ta mà mua và sử dụng quả ốc chó của Trung Quốc trong thời gian dài á, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bởi vì á, quả ốc chó Trung Quốc á, thì sử dụng những hóa chất đó sau khi tẩy trắng xong á, thì có thể sẽ ngấm vào trong bên trong qua những khe nứt vào bên trong của quả ốc chó. Thì cái dư lượng hóa chất đọng vào trong nó, chúng ta dùng lâu dài thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe. Và chúng ta sẽ quan sát thêm cái đặc điểm nữa, đó chính là quả ốc chó của Trung Quốc thì cũng có cái bề mặt vỏ của nó cũng rất là khác nhau. Chẳng hạn ví dụ như đây, bề mặt vỏ của quả ốc chó này á, thì các bạn thấy không, nó lồi lõm rất là nhiều như thế này và nó lỗ chỗ giống như tổ ong á các bạn ạ. Còn nếu mà quả ốc chó có một cái dạng này nữa thì các bạn sẽ thấy là nó rất là nhẵn bóng như thế này các bạn này, đó, nhẵn bóng như thế. Và vỏ của quả ốc chó Trung Quốc á, thì thường khá là dày như thế này các bạn này, khá là dày và cứng. Còn khi chúng ta tách cái vỏ cứng này ra á, chúng ta sẽ thấy được nhân bên trong của quả ốc chó dòng này á, thì cũng có hình dáng tương tự giống như quả ốc chó dòng Chandler của Mỹ. Tuy nhiên á, thì nó sẽ to hơn và màu thì lại khác ở chỗ là nếu mà quả ốc chó dòng của chồng của Chandler của Mỹ thì vàng sáng và đẹp, thì ốc chó của Trung Quốc thì có rất là màu, nhiều màu sắc khác nhau. Ví dụ như là có loại thì màu vàng mà vàng sậm tối và không có tươi, còn có loại thì màu xám như thế này các bạn này, và có loại thì màu lại đen như thế này đó. Khi chúng ta ăn cái quả ốc chó Trung Quốc này á, chúng ta sẽ ngay lập tức sẽ thấy có một cái mùi thơm cũng như vị béo, ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Tuy nhiên á, sau khi chúng ta ăn xong rồi á, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ đọng lại ở cổ, có cái vị đắng rất là nhiều và rất là khó chịu. Và mình cũng không biết là tại sao cái quả ốc chó Trung Quốc này á, thì khi chúng ta ăn vào á, thì cái mùi vị nó lại không giống như là quả ốc chó của Mỹ. Nó không có cái mùi đặc trưng của quả ốc chó, mà nó lại có cái mùi thơm rất là lạ. Thì mình không biết là Trung Quốc họ đã xử lý cái mùi thơm của quả ốc chó này bằng cái chất gì. À, và bây giờ do cái quả ốc chó của Trung Quốc này á, cái dòng này thì nó cũng khá là giống so với quả ốc chó của Mỹ, nên là mình sẽ review lại cho các bạn xem thực tế so sánh giữa quả ốc chó của Mỹ và quả ốc chó Trung Quốc dòng này để cho các bạn có thể nắm một cách cụ thể chi tiết hơn nhé. Đây là quả ốc chó dòng Chandler của Mỹ này các bạn này. Và đây là một quả ốc chó của Trung Quốc. Quả Trung Quốc thì có cái hình dáng này. Có một loại quả này là hình dáng quả nó thuôn dài và một đầu nó khá là nhọn, mà nhọn rõ ràng như thế các bạn này. Nó có hình giống như hình mỏ quả vậy đó. Trong khi ốc chó Chandler thì cái đầu nó không có quá nhọn như vậy các bạn nhé. Còn cái phía sau thì nó cũng khá giống nhau. Rồi có một cái loại nữa thì lại
cũng là óc chó hình có nhọn mỏ quạ như thế này. Tuy nhiên á thì nó lại có hình tròn chứ không phải hình dài giống như ban nãy đó. Và tiếp theo á thì lại có cái dòng quả óc chó của Trung Quốc này thì nó lại có hai đầu, nó lại đều bẹt như thế này các bạn này, nó không có cái nhô ra luôn á, các bạn thấy không, nó tròn mà nó bẹt như này, không có cái đầu nhô ra luôn. Và lại có cái loại quả óc chó thì lại đẹp như thế này các bạn này, đó cũng hình thuôn giống như hình trứng á, màu rất là sáng đẹp như thế này các bạn này. Đó, nhìn chung là quả óc chó của Trung Quốc á, thì màu đều sáng và đẹp bóng hơn so với quả óc chó của Mỹ màu tự nhiên như thế này nhé. Và tiếp theo nữa, đây là một cái quả óc chó của Trung Quốc có cái hình dáng gần như là giống nhất so với quả óc chó dòng Chandler này, cả về đầu này cũng như phần cuối này. Tuy nhiên nếu các bạn quan sát kỹ thì các bạn thấy là cái độ chênh lệch giữa cái quả óc chó của Trung Quốc so với quả óc chó của Mỹ rất là khác, bởi vì quả óc chó của Trung Quốc thì nó rất là to như thế này, thô như thế này, và vỏ thì nó khá là dày và cứng nhé. Còn cái quả óc chó Chandler của Mỹ thì nó nhỏ hơn, nó to vừa phải như thế này, và vỏ nó rất là mỏng các bạn ạ. Và tiếp theo mình sẽ so sánh về cái nhân bên trong của quả óc chó Chandler của Mỹ so với quả óc chó của Trung Quốc các bạn nhé. Các bạn quan sát kỹ, đây là nhân của quả óc chó Trung Quốc các bạn này. Nó rất là to và khá là tròn, hình dáng nó tương tự giống như quả óc chó dòng Chandler. Như quả óc chó Chandler các bạn thấy nó sẽ thon hơn và dài hơn. Và các bạn thấy màu sắc không? Màu sắc của quả óc chó dòng Chandler của Mỹ á, thì nó lại màu vàng sáng tươi, nó chính là màu vàng gold đó các bạn ạ. Còn cái quả óc chó của Trung Quốc này á, thì cái màu của nó, cái vỏ lụa nó lại cái màu nó lại vàng, nhưng nó lại vàng tối, vàng nâu, rất là xỉn màu đó các bạn ạ. Thì lâu nay nhiều bạn đã mua phải quả óc chó Trung Quốc, tuy nhiên vẫn được người bán tư vấn là quả óc chó của Việt Nam. Tuy nhiên theo như mình đã tìm hiểu, nghiên cứu thì Việt Nam mình chỉ có loại quả óc chó rừng như thế này các bạn ạ. Quả óc chó rừng Việt Nam thì có đặc điểm là quả rất là nhỏ giống như trái nhãn vậy các bạn ạ. Và vỏ thì cũng khá là nhẵn như thế này. Và vỏ cũng rất là dày. Và việc mà chúng ta tách được cái quả óc chó Việt Nam này ra thì cũng rất là khó khăn. Bởi vì các bạn để ý này, quả óc chó Việt Nam cũng có đường khe nứt như thế này, nhưng tuy nhiên do vỏ rất là cứng và quả rất là nhỏ, chính vì vậy để tách ra được á, thì chúng ta phải dùng búa để chúng ta đập cái quả óc chó này ra, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần quả óc chó nó sẽ nứt làm đôi như thế này. Tuy nhiên thì cái phần nhân bên trong này á, thì lại rất là ít các bạn này, rất là ít này. Và khi chúng ta để mà chúng ta lấy được cái phần nhân này ra cũng rất là khó khăn, nên là việc mà chúng ta dùng cái quả óc chó Việt Nam là rất là không thuận tiện và rất là được ít. Bởi vì quả óc chó của Việt Nam á, nếu mà 1 kg của quả óc chó Việt Nam chúng ta tách ra thì chỉ được chưa tới 100g nhân bên trong này đó các bạn ạ. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình quan sát lại toàn cảnh quả óc chó của Mỹ này, quả óc chó Trung Quốc này, quả óc chó Việt Nam này, để chúng ta có thể nhìn một cách tổng quan và chúng ta có thể nhận biết được một cách dễ dàng hơn các bạn nhé. Đây là quả óc chó Mỹ các bạn này, óc chó Mỹ dòng Chandler. Đây là quả óc chó của Trung Quốc mà được gọi là quả óc chó nếp rừng Sapa đó các bạn. Và tiếp theo đây là một loại quả óc chó của Trung Quốc, loại to mà hàng được tẩy trắng đó các bạn ạ. Và cuối cùng đây mới thật sự là óc chó của Việt Nam, óc chó rừng Việt Nam đó các bạn ạ. Vậy là mình đã giúp cho các bạn phân biệt được quả óc chó của Mỹ với quả óc chó Trung Quốc một cách vô cùng đơn giản, dễ dàng bằng mắt thường. Và từ nay các bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc chúng ta sẽ phải mua nhầm phải quả óc chó của Trung Quốc nữa các bạn nhé. Và nếu các bạn còn những câu hỏi nào thắc mắc thì các bạn hãy bình luận ngay bên dưới video này, hoặc các bạn có thể inbox trực tiếp qua fanpage, hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại 0901 444 235. Và các bạn có thể kết bạn Zalo qua số này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh Hatsaha để chúng ta có thể nhận được những video hữu ích trong những lần tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.